Với lợi thế khí hậu trong lành mát mẻ, thành phố Đà Lạt thu hút lượng lớn du khách đến nghỉ ngơi dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Ghi nhận trong ngày 30 tháng 4, tại các không gian công cộng lượng khách trải đều, các dịch vụ hút khách như đạp vịt, thuyền thiên nga trên hồ Xuân Hương, xe ngựa, xe điện City Tour. Tại các khu du lịch nổi tiếng như Thung lũng Tình yêu, Vườn hoa thành phố Đà Lạt, Dinh Ba, Dinh Bảo Đại, Thiền viện Trúc Lâm, khu đồi cáp treo Đà Lạt, đón hàng nghìn lượt du khách. Thậm chí tại khu du lịch Thác Đa Tăn La, du khách phải xếp hàng dài mới có thể sử dụng một số dịch vụ tại đây như đi máng trượt, nhưng không xảy ra tình trạng quá tải. Một số du khách chọn trải nghiệm du lịch tại các quán cà phê có phong cảnh đẹp ở Đà Lạt thay vì phải di chuyển trên đường. Khách trên Đà Lạt thì cũng vừa không đông lắm, tiến đường xe thì cũng không kẹt xe. Từ Sài Gòn chị lên cũng không kẹt xe nhiều. Đi chơi thì có nhiều chỗ vui chơi thì trải nghiệm ok lắm, không đông khách lắm. Cũng trải nghiệm được nhiều hơn về không gian Đà Lạt ở đây và cả những cái view ở những quán cà phê thì rất là đẹp và rất là nhiều phong cảnh hữu tình để mà mình check in sống ảo này kia. Và năm nay em muốn đến Đà Lạt để trải nghiệm nhiều hơn về những phong cảnh khác của Đà Lạt. Em còn muốn đi cắm trại chẳng hạn. Em cảm thấy Đà Lạt năm nay rất là vui. Du khách đến với Đà Lạt dịp này tương đối đông, nhưng có xu hướng du lịch dịch chuyển ra vùng ngoại ô, không tập trung quá đông vào khu vực trung tâm, vì thế đã hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông. Còn tại đèo Bảo Lộc, cửa ngõ phía nam ra vào Lâm Đồng, năm nay do đã lắp đặt hàng chục camera giám sát phạt nguội, nên các phương tiện chấp hành việc lưu thông tương đối tốt. Tình trạng phóng nhanh lấn làn rất hiếm gặp. Nhờ đó dù phương tiện di chuyển theo hướng lên đèo đông, nhưng không gây cảnh tắc đường như dịp nghỉ lễ trước. Ngoài ra việc cấm các loại xe tải lưu thông trong khung giờ cao điểm cũng giúp phương tiện di chuyển nhanh hơn.